Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng có mặt trong cái nhà tù lò thuộc phố Hòa Lò, thủ đô Hà Nội. Hôm nay Minh Toàn sẽ chia sẻ một số cái hình ảnh về nhà tù Hòa Lò đến cô chú và các anh chị. Minh Toàn có một loạt cái video về nhà tù Hòa Lò này rồi. Nếu cô chú anh chị quan tâm, xin mời cô chú anh chị xem thêm ở trong kênh mà cô chú anh chị đang xem về một số cái nhà tù Hòa Lò, hình ảnh của nhà tù Hòa Lò. Bây giờ Minh Toàn xin mời cô chú các anh chị chúng ta đi tiếp lên cái khu vực tham quan, khu vực tầng 2. Đây, đường lên tham quan khu vực tầng 2. Đường lên khá là bằng gỗ và cũng thoải, rất là dễ đi. Đây là khu này. Wow. Đây, người của chú anh chị chúng ta vào đây trước. Đây là phòng ghi danh. Phòng trưng bày này ghi danh của 1.651 chiến sĩ yêu nước và cách mạng Việt Nam đã bị thực dân Pháp bắt giam cầm đày ải rất dã man tại nhà tù Hòa Lò qua các giai đoạn cách mạng từ năm 1899 đến 1954. Đây, gọi là cái bảng vàng. Trong này thì có màn hình và có ghế để cho du khách ngồi xem luôn. Cái nơi ghi danh này là một trong những cái nơi mà chỉ là ghi danh các cái vùng liệt sĩ thôi. Nếu mà cô chú anh chị quan tâm thêm thì xin mời cô chú anh chị xem thêm ở trong cái kênh mà cô chú anh chị đang xem nhé. Bây giờ chúng ta hãy đi tiếp ở khu vực này nhé. Đây là gốc cây bàng tù chính trị nhà tù Hòa Lò dùng làm nơi cất giấu tài liệu tuyên truyền cách mạng. Wow. Còn đây là cờ tù chính trị nhà tù Hòa Lò dùng để treo trong đêm giao thừa Tết Nhâm Thìn năm 1952. Cờ lúc đó là cờ chưa có mà phải là lấy cái chăn xong rồi dán cắt cái giấy màu vàng vàng dán lên may lên để thành nhà cờ. Ngày xưa cái khẩu hiệu được làm rất là đơn giản như thế này à, cô chú anh chị. Đây, mạnh khỏe, tin tưởng, chiến thắng. Khẩu hiệu tù chính trị nhà tù Hòa Lò dùng treo trong đêm giao thừa Tết Nhâm Thìn năm 1952. Còn khu này nó là cái gì đây? Đây là bút tù chính trị tù Hòa Lò dùng để viết trong các buổi học. Gạch, than. Ồ, bút này, bút. Bút bằng cửa chưa. Còn đây là gạch than là tù chính trị Hòa Lò dùng để viết xuống nền xi măng trong các buổi học. Còn đây là sách tù chính trị dùng để học ngoại ngữ. Và một số cái vật dụng khác. Lực nhận tẩu hút thuốc. Này nó khu này là chỉ là cái khu mà trưng bày hiện vật thôi cô chú ạ. Hiện vật thì các cái tranh này. Ủa, áo này là bố của nhà em có một cái này. Em nhớ bố em đang còn một cái ở nhà. Cái áo này này. Đấy. Áo ông Vũ Đình Quang đã mặc sau khi chui khỏi cửa cống ngầm vượt ngục nhà tù Hòa Lò đêm ngày 24 tháng 12 năm 1951. Cái làn vật dùng để tiếp tế vận chuyển lưỡi cưa axit cho tù chính trị. Kìm ngày xưa, kìm này nhà em cũng đang có một cái luôn. Bố nhà em
cũng đi tù, không phải là đi tù, bố nhà em là một cán bộ nghỉ hưu, năm nay cũng là hơn 80 tuổi. Vì thế mà cũng có những cái năm hoạt động cách mạng và 50 năm tuổi đảng. Nên cũng có những cái vật dụng mà em thấy rất là quen thuộc. Phòng là phòng trưng bày của các cái ảnh và một số cái hiện vật. Đấy, và khu này nó chỉ có thế thôi. Khu trên này thì nó đơn giản. Mời cô chú anh chị chúng ta đi tiếp xuống cái khu vực này xem này, khu vực này nó thế nào nhé. Nếu là cô chú anh chị có biết gì về nhà tù Hòa Lò này không nhỉ? Nếu cô chú anh chị, cô chú và anh chị biết thêm gì thì xin mời để lại bình luận dưới video nhé, để mọi người cùng biết. Đây là một số cái bức tranh thể hiện của ngày xưa. Hà Nội, Hải Phòng, năm 1972. Thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân. Khu này khu trưng bày tranh, nếu mà chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể là tìm đọc, đứng lại tìm đọc, nhưng mà cô chú anh chị cũng sợ cô chú anh chị không làm mất thời gian của cô chú anh chị nên Minh Toàn chỉ lướt qua thôi. Hôm nay Minh Toàn vào đây nhà tù ở Lò cũng có rất là nhiều cái du khách của quốc tế về đây để tham quan du lịch. Trong khu vực này là khu vực hết tham quan này, sao hết tham quan là trong khu vực này, thử đi vào đây xem có gì nữa. Hết tham quan này, khu này là khu hết tham quan. Minh Toàn có một số cái video về nhà tù Lò rồi. Nếu cô chú anh chị quan tâm thì xin mời cô chú anh chị chúng ta hãy xem thêm một số cái video về nhà tù Lò này trong cái kênh mà cô chú anh chị đang theo dõi nhé. Đây. Và đây là cái lối đi ra. Đây là toàn cảnh cái nhà tù Lò ở phía ngoài. Cô chú anh chị, nếu chúng ta mà về nhà tù Lò tham quan thì nó ở số 1 Hòa Lò, Trần Hưng Đạo. Nó thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cô chú anh chị nhé. Và đây là đường vào tham quan. Khi mà vào tham quan thì cô chú anh chị chúng ta hãy mua vé ở đây. Giá vé là 30.000 đồng trên người trên lượt. Để biết thêm các hình ảnh trong tù Hòa Lò này như thế nào thì Minh Toàn có một loạt video về nhà tù Hòa Lò. Xin mời cô chú và anh chị xem thêm ở trong nhà tù Hòa Lò để biết thêm chi tiết về nhà tù Hòa Lò. Và xin cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo. Nếu ai có biết thêm thông tin gì về nhà tù Hòa Lò thì xin để lại bình luận ở dưới video để mọi người cùng biết thêm nhé. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều.